Timo Channel. Đây là con gì vậy nhỉ? Bé có đoán ra được không? 5 giây suy nghĩ nhé. Ping. Ping. Hết giờ rồi, và chúng ta cùng xem đó là con vật gì nào. Con bò. Cùng xem video về con bò nhé. Bây giờ học màu nhé. Đây là màu gì? Màu xanh da trời. Đây là con gì vậy nhỉ? Bé có đoán ra được không? 5 giây suy nghĩ nhé. Ping. Ping. Hết giờ rồi, và chúng ta cùng xem đó là con vật gì nào. Con chó. Cùng xem video về con chó nhé. Bây giờ học màu nhé. Đây là màu gì? Màu đỏ. Nếu bé thích video, xin hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để được thông báo video tiếp theo nhé.